Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Dạy Cắt May Thanh Mùi. Mẫu ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn là mẫu đồ lam đi chùa. Mẫu này của bạn Thị Cẩm Huỳnh gửi cho mình từ ngày 2 tháng 8 do vào mục tin nhắn chờ, cho nên bữa nay mình nhận được tin nhắn, mình chia sẻ luôn cho bạn cái mẫu này. Bạn nhận được cái mẫu này của mình thì bạn hãy để lại cho mình một comment ở dưới phần bình luận để mình biết rằng bạn đã nhận được cái mẫu bài của bạn tham khảo rồi nhé. Mẫu này chúng ta sẽ đi cắt phần thân sau trước. Thân sau các bạn gấp vải đôi cho mình. Tính dài áo bằng số đo. Các bạn đánh cong cái phần thân sau lên cho mình, sa vạt lên 2 cho tới 2,5 phân. Và các bạn tính cho mình phân lai là 2 cho tới 2,5 phân. Cái phần lai này nếu các bạn viền ở phần dưới thì các bạn không cần phải chừa nhé. Da cổ 7. Da vai bằng số đo của vai chia cho 2. Hạ cổ 1. Các bạn hạ cổ cho mình là 3 phân. Đánh cong vòng cổ thân sau. Hạ cho mình đường hạ vai tính từ điểm ra vai lấy xuống đây bằng số đo của vai chia 10 trừ 1 và nối lên điểm cổ. Hạ nách tính từ điểm hạ vai lấy xuống đây. Hạ nách bằng số đo vòng ngực chia 4 trừ 3. Bạn nào muốn nách sâu hơn thì các bạn trừ cho mình 2 phân. Hạ eo bằng số đo. Rộng ngực bằng số đo vòng ngực chia 4 cộng 1. Rộng eo bằng số đo vòng eo chia 4 cộng 1 phân co giãn cộng 2 phân chít ly. Rộng tà bằng số đo vòng tà chia 4 cộng 3. Phần cử động này chúng ta tùy chỉnh nhé. Từ trong ngực các bạn lấy ra bằng với vai, sau đó các bạn lấy lùi vào 2 phân kẽ đường xiên nách. Đoạn thẳng này chia làm 3. Móc nách 1/3 đoạn thẳng này. Các bạn lưu ý dùng thước cong cho mình cho chuẩn nhé. Các bạn móc lại lên cho nó không bị cong quá cái vòng nách này. Hạ đầu ben bằng số đo. Cách ngực chia 2 cộng 1, các bạn hạ cho mình đường ben thẳng. Cái phần ben thân sau các bạn tự điều chỉnh theo dáng áo của người khách nhé. Mỗi bên các bạn lấy ra 1 phân kẻ đường chít ben. Người khách mà lưng mập hơn thì các bạn lấy cái phần chít ben cộng thêm ra cho mình sao cho nó tương xứng với cái phần lưng của khách. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái phần cơ bản của thân sau. Khi cắt thì các bạn chừa cho mình vòng cổ là 0,7 phân may, vai 1 phân may, vòng nách 1 phân may, chừa bên sườn thân áo từ 1,5 cho tới 2 phân may và thân sau gấp vải đôi. Cắt xong phần thân sau các bạn đặt lên tính cho mình phần thân trước. Thân trước gấp vải đôi. Thân trước là 2 mảnh. Các bạn sang lại cho mình đường phấn. Sang lại ngực, eo và tà. Lấy phần thân sau ra, nối các điểm vào với nhau.
Phần tà thân trước các bạn sa vạt xuống là 1,5 phân. Các bạn lấy cong xuống cho mình 1,5 phân nhé. Để khi các bạn mặc có cái phần ngực nó đẩy lên, nó không bị hách cái phần tà áo thân trước. Từ phần ngang ngực của thân sau chúng ta vừa mới sang đây, chúng ta lấy ngược lên phần hạ nách của thân trước. Hạ nách của thân trước kém của thân sau là 2 phân, sẽ bằng ngực chia 4 trừ 5. Các bạn lưu ý cho mình hạ nách thân trước kém hạ nách thân sau 2 phân. Và số chia này nó sẽ tương thích với cái vòng nách của thân sau và thân trước nhé. Các bạn lấy lên cho mình đường hạ vai của thân trước bằng số đo của vai chia 10. Và tính đường ra cổ. Khoảng cách từ đây lên đây là hạ vai của thân trước nhé, bằng vai chia cho 10. Và các bạn tính từ trong này ra đây là ra cổ cho mình là 6 phân. Ra vai bằng số đo của vai chia cho 2. Và lấy thẳng xuống. Ra vai bằng số đo của vai chia cho 2 trừ 1 nha các bạn. Chia cho 2 trừ 1 và các bạn lấy thẳng xuống. Phần vai của thân trước sẽ kém vai của thân sau là 1 phân. Hạ cổ thân trước là 14 phân. Hạ cổ tim 14 phân. Và các bạn nối điểm tim cho mình. Rộng ngực bằng số đo vòng ngực chia 4 cộng 2. Rộng eo bằng số đo vòng eo chia 4 cộng 2 phân chít ly. Rộng tà bằng số đo vòng tà chia 4 cộng 4. Các bạn nối các điểm vào với nhau. Phần trong ngực này các bạn lấy ra bằng vai, sau đó các bạn lấy lùi vào cho mình 2 phân. Kẻ đường xiên nách. Nếu các bạn muốn khoét cái phần này nó sạch hơn thì các bạn lấy vào cho mình là 3 phân. Và chúng ta cũng móc nách 1/3 cái đoạn thẳng này. Các bạn móc cho mình cong nhé. Cong lại lại lên cái phần trên này một xíu nhé. Hạ đầu ben bằng số đo. Cách ngực chia 2 các bạn lấy xuống cái đường chít ben. Và mỗi bên các bạn lấy ra 1 phân. Kẻ đường ben thẳng. Khi cắt các bạn chừa cho mình cổ 0,7 phân may, vai 1 phân may, vòng nách 1 phân may. Và phần sườn thân áo các bạn chừa cho mình từ 1,5 cho tới 2 phân may. Chúng ta sẽ chuyển sang cắt cái phần tay áo. Phần tay áo các bạn gập vải đôi lại cho mình. Lấy chiều dài của tay áo. Phần tay áo này là phần viền nhưng các bạn không cần phải chừa phân lai cho mình nhé. Các bạn dựng thẳng lên cho mình. Đây là chiều dài của áo. Chiều dài của tay áo nha các bạn. Và các bạn đánh cong lên cho mình là 1,5 cho tới 2 phân tùy theo ý thích các bạn. Nếu các bạn muốn cong nhiều thì các bạn khoét cong nhiều lên cho mình nhé. Các bạn đánh cong lên cho mình như vậy. Từ cái điểm ngoài này các bạn lấy vào cho mình là 11 cho tới 12 phân. Hạ đầu tay và dựng thẳng lên một đường hạ nách. Hạ nách sẽ bằng nách tay trước này cộng với hạ nách của tay sau, các bạn chia cho 2 và cộng cho mình 1 phân. Và các bạn kẻ đường xiên nách. Cửa tay thì bằng cửa tay chia cho 2 cộng 1. Và các bạn nối cái điểm này vào cho mình. Nếu muốn phần bắp tay ôm hơn thì chúng ta lấy xuống 1,5 phân. Đoạn giữa này các bạn đánh cong xuống.
chúng ta sẽ lượn uốn làm sao cho cái tay áo nó mềm mại nhé. Và chúng ta sẽ chia làm ba cái đoạn thẳng xiên nách này. Chúng ta chia làm ba cái đoạn thẳng này ra. Chúng ta lấy lên đây là 2 phân. Cong 2 phân nhé. Và các bạn đánh cong xuống cho mình từ 0,5, 0,7 xuống 1 phân. Tới cái đoạn thẳng này, các bạn đánh lên, đoạn giữa này các bạn đánh lên nhé. Các bạn đánh cong lên cái phần 2 phân này. Và chúng ta đánh thẳng xuống cái điểm nhọn này. Và khoảng cách cái khoảng trống này là 2 phân, chúng ta đánh cong lên 2 phân. Khi cắt các bạn chừa cho mình vòng nách là 1 phân may và phần sườn ống tay này các bạn chừa cho mình từ 1,5 cho tới 2 phân may. Cắt xong cái phần ống tay các bạn lại dở ra cho mình. Đây là phần ống tay của thân trước này, mang tay trước, và đây là mang tay sau. Các bạn sẽ rong đi cho mình phần mang tay trước là 0,5. Và các bạn nhớ làm dấu đây là phần mang tay trước để khi chúng ta tra tay sẽ không bị ngược đầu nhé. Phần nách tay, chúng ta muốn giáp vừa được cái phần nách tay của thân áo thì các bạn sẽ làm như sau. Khi các bạn cắt chưa quen thì các bạn đo cái phần nách tay trước và nách tay sau, các bạn đo tổng cộng là bao nhiêu phân. Sau đó các bạn ướm tính với cái vòng nách tay của chúng ta vừa mới cắt xem đã vừa chưa. Chúng ta sẽ làm như thế này nhé. Đo cái vòng nách này tới đây. Sau đó còn thừa cái vòng nách này chúng ta sẽ đo về thân sau như thế này. Nếu như cái phần nách tay này của chúng ta cắt nó vừa khớp với cái phần nách tay áo thì là nách tay chuẩn. Nếu như cái phần này, nách tay này chúng ta cắt nó bị lệch với phần nách tay áo, thừa hoặc thiếu thì chúng ta có cách chúng ta điều chỉnh sao cho cái phần nách tay này nó sẽ vừa với cái phần thân áo, không bị dư quá hoặc thừa quá hoặc là thiếu thì nó sẽ bị giật cái phần tay áo, nó không đẹp nhé. Quay trở lại trong hình mẫu, các bạn nhìn cho mình, đây là mẫu đồ lam đi chùa. Cái phần nơ này chúng ta bỏ ra nhé. Phần nơ này là phần nơ rời, cho nên chúng ta sẽ cắt cái phần rời chúng ta đáp vào. Và chủ yếu điểm nhấn của chiếc áo này chủ yếu là cái phần nẹp bông này. Đây là cái phần tà nẹp bông nha các bạn. Thì với cái phần tà nẹp bông này mình hướng dẫn các bạn giã cái phần tà như sau. Phần tà này các bạn có thể lấy từ 3 cho tới 5 phân. Bạn nào muốn nhỏ các bạn lấy cho mình 3 phân, bạn nào muốn lớn các bạn lấy cho mình là 5 phân cái phần tà nẹp bông này nhé. Đây là mẫu đồ lam chúng ta may rộng rãi, chúng ta mặc đi chùa vừa sang trọng vừa thoải mái nhé các bạn. Nhìn cũng rất là nhã nhặn lịch sự nhé. Với cái phần cổ tim chúng ta hạ xuống 14 phân, các bạn sẽ làm trơn cho mình nhé. Cái góc nhọn này các bạn sẽ làm trơn cho mình xuống 0,5 cho tới 1 phân. Các bạn làm trơn cái điểm này cho mình. Và các bạn lấy vào cho mình là 4 phân. Mình lấy cái tà nẹp bông này là 4 phân này. Các bạn lấy vào cho mình, lấy đều cho mình là 4 phân. Phần này chúng ta sẽ giã rời ra. Khi cắt, các bạn cắt trên vải. Mẫu này các bạn có thể cắt trực tiếp trên vải nhé, không cần cắt trên dập. Các bạn tính y như mình và các bạn đặt trực tiếp trên vải, không cần phải giã dập cho mất công. Và khi chúng ta cắt trên vải, phần này chúng ta chừa ra là 4 phân. Thì chúng ta cắt rời cái miếng đáp này ra, chúng ta sẽ tính bù ra bên ngoài là 1 phân may. Thì chúng ta sẽ tính luôn cái phần này 1 phân may luôn nhé, để đỡ mất công các bạn phải ra dập cho lâu. Thì các bạn sẽ chừa luôn cho mình, khi cắt rời cái phần nẹp bông này ra, các bạn sẽ tính cho mình luôn 1 phân may tại cái điểm tà áo của thân trước đây. Sau khi chúng ta rút rời cái phần dập của thân trước 4 phân ra thì các bạn sẽ tính cho mình cái phần cổ của thân sau. Cổ của thân sau thì đây chúng ta xuống sâu cổ của thân sau là 3 phân.
Thì các bạn sẽ lấy ra cho mình từ cái góc cạnh cổ này, các bạn lấy ra cho mình là 4 phân. 4 phân. Và các bạn đánh cong lại với cái điểm cổ này cho mình. Đây, chúng ta sẽ đánh cong lại với cái điểm cổ này nhé. Và chúng ta cũng sẽ rút rời cái phần cổ này ra. Khi đó thì cái hai cái phần vai này chúng ta giáp với nhau, nó sẽ bằng nhau nhé, tương xứng với nhau hai cái phần vai này. Các bạn rút cái phần cổ thân sau, các bạn sẽ bỏ đi phần tà này, chúng ta cũng sẽ bỏ đi nhé. Chúng ta sẽ bỏ đi và chúng ta chỉ cần cắt một miếng đáp, chúng ta đáp vào trong bằng vải xéo nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái phần nẹp này như sau. Phần này chúng ta cũng bỏ đi, chúng ta không không cần cái phần này nữa. Và nếu như bạn nào muốn lấy lại cái phần này thì các bạn sẽ lấy tính lên cho mình thêm một nửa cái vòng cổ của thân sau. Một nửa cái vòng cổ của thân sau các bạn lấy lên cho mình là bao nhiêu phân nhé. Đây mình ví dụ đây. Nếu các bạn muốn lấy luôn cái phần nẹp này cho mình cũng được. Nhưng các bạn phải nhớ chừa cho mình phân may nhé. Đây là phần của thân trước, các bạn sẽ lấy cho mình bằng nửa cái vòng cổ của thân sau. Các bạn lấy chòi lên cho mình và các bạn nối cái điểm này lại cho mình, cái điểm sau cổ này lại cho mình, và các bạn ráp vào cái phần cổ, nối hai cái phần vai vào với nhau, các bạn sẽ ráp cái điểm cổ này vào. Hoặc là các bạn sẽ cắt cho mình canh vải xéo. Canh vải xéo như thế này. Xéo 45 độ như thế này nhé các bạn. Gập vải đôi lại cho mình và cắt cho mình 4 phân trừ 1 cộng 1 phân may nữa là 5 phân. Các bạn sẽ cắt cho mình hai miếng nẹp như thế này. Sau khi chúng ta cắt xong hai cái nẹp tà trước như thế này nhé các bạn nhé. Thì các bạn khi các bạn cắt cho mình thì các bạn nhớ ráp hai cái phần vai này vào cho mình, sau đó các bạn gập đôi cái phần cổ áo lại, các bạn đo từ một nửa cổ của thân sau sang cái phần cổ của thân trước và xuống đến cái phần tà này là bao nhiêu phân. Các bạn sẽ đặt vải xéo lên cắt cho mình hai miếng nẹp như thế này, nẹp gấp vải đôi nha các bạn nhé. Chúng ta chừa nẹp là 4 phân cộng 1 phân may là 5 phân, thì chúng ta sẽ cắt cái nẹp đôi này là 5 phân, gập đôi lại tức là 10 phân nha các bạn nhé. Sau khi đó các bạn gập đôi lại, các bạn sẽ làm cho mình như sau. Các bạn sẽ đo cho mình, đây là cái điểm tim chúng ta hạ xuống là 14 phân này. Các bạn lưu ý cho mình tại cái điểm này nhé. Thì khi đó các bạn sẽ đo cho mình, đây là cái nẹp mình cắt hơi hụt nha các bạn. Các bạn sẽ đo cho mình là cái phần nẹp từ dưới đây lên trên cái phần tim này là bao nhiêu phân. Thì các bạn sẽ dở đôi cái miếng nẹp này ra. Các bạn đặt mặt phải với mặt phải nhé. Các bạn đặt chồng lên nhau. Đặt chồng lên nhau, sau đó các bạn may cho mình một đường may tại chính giữa cái điểm này. Sau khi chúng ta đặt hai miếng vải này lên, chúng ta may tại điểm chính giữa này, chúng ta sẽ bẻ đôi ra. Chúng ta sẽ bẻ đôi ra thì nó sẽ được như thế này. Cái phần này nó sẽ dính như thế này. Và chúng ta chỉ may đến cái điểm cổ thôi nhé. Chúng ta đo từ dưới này đây, bằng cái tà này đúng tới điểm cổ thôi nhé. Điểm cổ này. Và các bạn lấy, mình ví dụ đây là các bạn cái điểm cổ đây, chúng ta các bạn may là tới đây đi. Các bạn may tới đây nhé, các bạn dừng lại. Các bạn lưu ý cho mình nhé. May từ phần tà lên cái điểm cổ này các bạn dừng lại cho mình. Đây là điểm cổ nhé, điểm cổ đây ạ. Do mình cắt cái phần tà này hơi bị hụt nhá. Để mình hướng dẫn lại, mình cắt cái miếng khác mình hướng dẫn lại các bạn. Đây, mình cắt hai cái miếng này dài hơn để hướng dẫn lại cho các bạn dễ hiểu.
Các bạn coi video có gì không hiểu các bạn nhớ để lại cho mình ở cái phần bình luận dưới mỗi video, mình sẽ giải đáp thêm cho các bạn. Đặt hai miếng vải mặt phải với mặt phải lên như thế này. Sau đó các bạn đo từ cái điểm tà lên trên cái điểm chúng ta hạ cổ là bao nhiêu phân. Đây nha các bạn. Đấy. Các bạn may cho mình bít từ đường chính giữa nhé. Các bạn may bít từ dưới này bay lên đây, may lên đây cho mình. Làm dấu lại, lại mũi lại cho mình nhé. Lại mũi lại tại cái điểm này. Sau đó chúng ta lật ra. Chúng ta lật ra thì cái tà nó sẽ nối liền với nhau. Nó sẽ nối dính liền với nhau như thế này. Đó. Nó sẽ dính liền với nhau tại cái điểm này. Và cái điểm này thì vẫn hở nhé. Cái điểm này vẫn là cái điểm hở để chúng ta giáp từ cái phần cổ này chúng ta may lên. Bây giờ tiếp tục sau đó thì các bạn may cái điểm này lên chính nửa nửa cổ cho mình. Đây các bạn sẽ ráp lại. Cái đường này bít lại rồi thì mình, các bạn sẽ may cái điểm tà này lại cho mình. Các bạn may nối vào cái phần thân áo này nhé. Đó, các bạn may lên một nửa cái bên này, lên cái phần cổ của thân trước và giáp cái phần vai này vào đây. Các bạn sẽ may quàng ra cái phần cổ, nửa cổ của thân sau. Và như cứ như vậy cái bên này cũng thế, cái bên tà bên này các bạn may như thế. Sau đó các bạn nối cái điểm cổ này lại. Bạn sẽ nối cái điểm cổ của thân sau lại. Bạn sẽ nối hai cái điểm cổ này lại. May vào. Sau đó chúng ta lật vào trong, chúng ta trần mí mé bên ngoài. Thế là xong cái phần cổ áo này nhé. Phần nơ các bạn cắt cho mình miếng nẹp dài cỡ khoảng 3-40 phân. Các bạn ưng nơ dài thì các bạn cắt dài hơn, ưng nơ ngắn các bạn cắt ngắn. Sau đó các bạn may lộn ra và các bạn đính lại thành hình cái nơ. Các bạn kết ở phần trước ngực thì nó sẽ được như hình mẫu nha các bạn nhé. Đối với cái mẫu này cũng rất là đơn giản. Video nào của mình cũng hướng dẫn hơi tỉ mỉ để cho những bạn tay ngang các bạn nhìn vào, các bạn có thể hiểu được cái cách mình hướng dẫn các bạn may phác đồ qua dập. Còn bạn nào biết may rồi thì các bạn bỏ qua cái bước phác đồ của mình, các bạn coi cái bước cắt thôi nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang cắt cái phần quần. Quần đây là quần lưng thun nha các bạn. Thì chúng ta sẽ cắt cái phần lưng thun liền nhé. Bởi vì là cái form này là cái form rộng á, quần suông á, cho nên là chúng ta cắt ra lưng liền nhé. Phần quần thân trước hai mảnh, các bạn lấy cho mình dài quần bằng số đo. Thì mình lấy đây là cái phần biên vải nha các bạn. Đây là chiều dài quần. Hạ đáy bằng 1/4 mông. Các bạn cộng cho mình 7 phân. Hạ đáy bằng mông chia 4 cộng 7. Tuy nhiên nếu bạn nào muốn mặc đáy ngắn thì các bạn cộng cho mình là 4 phân. Do đây là cái quần ống suông để chúng ta mặc đi chùa thì chúng ta sẽ cắt cái đáy nó hơi dài và cái form nó hơi rộng để chúng ta mặc cho thoải mái nhé. Ngang đáy bằng số đo vòng mông. Các bạn chia cho 4 và các bạn cộng cho mình là 8 phân. Đây là công thức dành cho chất liệu vải không co giãn nha các bạn. Mông chia cho 4 cộng 8 các bạn được bao nhiêu, các bạn lấy phải cho mình phần ngang đáy nhé. Khoảng cách từ đây ra đây là phần ngang đáy. Sau đó các bạn chia đôi ra cho mình. Lấy cho mình đường thẳng chính chung.
Được bao nhiêu phần ngang đáy các bạn chia làm hai, lấy cho mình đường thẳng chính trung lên như thế này. Sau đó các bạn vô đáy cho mình là 5 phân. Hạ gối bằng số đo. Khoảng cách này là 5 phân nhé. Vô đáy 5 phân. Từ cái phần đường chính trung các bạn lấy ra cái đường vào đáy đây. Được bao nhiêu phân các bạn trừ cho 1. Và các bạn kẻ cho mình cái đường xéo đáy này. Và các bạn chia làm 3 cái chỗ này. Chia làm 3 cái đoạn thẳng này. Các bạn móc đáy lên cho mình nhé. Móc lại lại. Không cần thiết là về hay lên hết một phần cái đoạn thẳng này nhé. Các bạn móc lại lại cho mình. Sao cho cái vòng đáy này 3 phân là vừa nhé. Cái khoảng cách này là 3 phân là vừa. Gối chia cho 2. Phong quần này các bạn nhớ đo rộng ra cho mình nhé. Đừng có đo ôm giống như phong quần đổ bộ co giãn. Và phần ống chia cho 2. Các bạn lấy xuông xuông cho mình. Và đánh nối các điểm lại với nhau. Sao cho cái dáng quần của mình nó suông thì là đẹp nhé. Hạ xuống 5 phân để hảo đùi. Khoảng cách từ đây xuống đây là 5 phân. Đùi bằng số đo của đùi chia cho 2 và cộng cho mình là 1 phân. Đùi chia 2 cộng 1. Gối chia 2. Ống chia 2. Từ cái phần ngang đáy lấy lên 8 phân để hảo mông. Bằng số đo của mông chia cho 4 cộng cho 1. Lưng bằng số đo của vòng lưng. Các bạn chia cho 4 cộng cho mình 5 phân. 5 phân nhún nhé. Và các bạn lấy lên cho mình 3 phân. 3 phân lưng nhé. Đây là cạp lưng liền. Quần thun lưng liền nha các bạn. Cho nên các bạn lấy lên cho mình thêm 3 phân nữa. Để khi các bạn bẻ gập xuống các bạn may cho mình phần lưng thun 2 phân rưỡi là vừa nhé. Còn đối với bạn nào muốn mặc lưng rời thì các bạn phải trừ đi cho mình 3 phân. Hạ mông là trừ đi cho mình 3 phân. Bằng 1 phần 4 mông cộng 7 mà phải trừ đi mình cho mình 3 phân. Còn nếu các bạn cắt theo đúng như công thức của mình, các bạn nghe rõ nhé, đúng như công thức của mình, thì các bạn sẽ hạ đáy cho mình bằng 1 phần 4 mông cộng 7 và cộng thêm cho mình 3 phân lưng để các bạn gập xuống may nhé. Mình nói rõ cho các bạn hiểu. Và các bạn nối lại cho mình các điểm này với nhau. Khi chúng ta đã có đường hảo đùi, hảo mông và cái phần lưng này thì chúng ta sẽ nối các điểm lại với nhau. Các bạn xem video có gì không hiểu thì các bạn cứ để lại ở cái phần dưới bình luận. Thì mình sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn, giải đáp thêm cho các bạn hiểu thêm về cái công thức của mình. Các bạn muốn mặc có túi thì các bạn lấy vào cho mình là 5 phân và lấy xuống cho mình là 14 phân. Xuống đây là 14 phân và lấy vào cho mình là 5 phân, kẻ xéo như thế này. Làm túi xéo. Trong phần hình mẫu, nếu các bạn nhìn kỹ thì trong cái phần hình mẫu này, cái phần bên hông này có pha khoảng 3 cho tới 4 phân cái đường viền giống như cái phần tay áo này nhé các bạn nhé. Nếu bạn nào mà muốn pha vải giống như phần tay áo thì các bạn sẽ giã cho mình cái phần bên hông này, các bạn sẽ giã vào cho mình là mỗi bên là 1,5 phân. Các bạn giã vào cho mình thân trước 1,5 phân, thân sau 1,5 phân là sẽ được 3 phân để các bạn pha phối nhé. Còn nếu như các bạn không muốn pha phối, các bạn muốn cắt quần ống suông rộng bình thường thì các bạn cắt y theo công thức này. Và khi cắt thì các bạn không cần phải chừa phân may đối với phần quần này. Đã có đường may, đã có đường may là 1 phân. Các bạn lưu ý là trong đây đã có phân may là 1 phân. Khi chúng ta cắt thì chúng ta sẽ cắt sát những cái đường này. Và bạn nào muốn đường phân may của mình rộng hơn
Để có chỗ nới thì các bạn sẽ lấy ra ngoài cho mình một phân nữa và may vào trong cho mình một phân nữa là thành hai phân may nhé. Cắt xong phần thân trước của quần thì các bạn đặt lên và cắt cho mình phần thân sau. Các bạn căn cho mình cái đường thẳng chính trung này cho thẳng để cái quần của chúng ta không bị đánh ống. Sau khi các bạn căn cho mình cái phần đường thẳng chính trung này với cái phần biên vải của phía trong nhé. Ví dụ phía trong các bạn lấy từ đây vào đây là 20 phân, à là 30 phân chẳng hạn, thì từ đây đến đây các bạn lấy vào 30 phân và phần ống các bạn cũng lấy vào cho mình 30 phân, tức là cái đường thẳng chính trung với cái phần đường trong của cái biên phần bên trong của biên vải ấy, thì nó sẽ là đều nhau. Thì chúng ta lên dáng quần nó sẽ đẹp hơn. Và các bạn sang từ cái phần đáy này nhá, các bạn lấy lùi xuống cho mình một phân. Các bạn lấy thẳng ra. Phần gối lấy thẳng ra và phần ống lấy thẳng ra. Thì các bạn lấy ra ngoài cho mình là ống lấy ra là 4 phân nhé. Gối lấy ra 4 phân. Phần chính giữa này các bạn cũng lấy ra 4 phân để cho nó bằng với gối. Và phần da đáy của thân sau là bằng mông chia 10. Mông chia 10. Và các bạn lấy cái phần đùi này ra cho mình tương xứng nhé. Sao cho nó xuông xuông với cái dáng quần, và các bạn đánh cong cho mình nối các điểm lại với nhau. Vì đây là cái form quần rộng cho nên là mình không có hảo đùi ôm như cái form quần ôm nhé. Các bạn kẻ thẳng cái đường đáy lên cho mình từ cái phần này, từ cái phần ngoài này nhé. Các bạn kẻ xéo lên cái đường đáy lên cho mình, lên cái điểm lưng này lại cho mình. Sau khi các bạn kẻ xéo lên thì các bạn đánh cái phần lưng lên cho mình là 1 cho đến 2 phân. Các bạn dong cái phần lưng thân sau từ 1 cho tới 2 phân cho mình tùy theo mông to mông nhỏ. Mông to các bạn dong lên cho mình 2 phân và mông nhỏ các bạn chỉ cần dong cái phần này lên cho mình là 1 phân thôi nhé. Để khi chúng ta gập cái phần lưng thun xuống nó không bị cong quá. Và các bạn móc đáy thân sau cho mình. Móc đáy thân sau thì khoảng cách này ra đây là 3 phân cho tới 3,5 phân là vừa. Và các bạn chừa phân may cho mình. Các bạn chừa phân may cho mình ở đằng sau này là 2,5 cho tới 3 phân. Và chúng ta sẽ cắt sát đường phấn luôn nhé. Nếu như bạn nào phần thân trước các bạn chừa thêm một phân may bên ngoài thì phần thân sau các bạn cũng sẽ chừa thêm một phân may bên ngoài. Còn nếu bạn nào thân trước cắt sát đường phấn như mình hướng dẫn đây thì phần thân sau các bạn cũng sẽ cắt sát đường phấn cho mình. Phần lưng thân sau các bạn sẽ lấy lùi ra ngoài đây cho mình là 2 phân để các bạn kẻ cái phần ly thân sau như thế này. Và chia đôi cái phần lưng này ra, mỗi bên một phân các bạn lấy ly thẳng xuống cho mình. Đây các bạn sẽ lấy cho mình xuống cái phần ly thẳng như thế này. Và chúng ta đã xong cái phần thân sau. Bây giờ chúng ta cắt nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần quần. Mình hướng dẫn chi tiết. Nếu như bạn nào mà không hiểu thì các bạn cứ nhớ để lại cái phần bình luận bên dưới cho mình nhé. Và bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình để nhận những thông báo mới nhất, sớm nhất của kênh mình nhé. Bạn nào mà muốn mình vẽ mẫu thì các bạn gửi tin nhắn hoặc là các bạn đăng vô nhóm cho mình. Để mình nhận nhanh, mình sẽ nhận được cái tin nhắn đấy nhanh nhất nhé. Nếu các bạn nhắn tin cho mình thì mình kết bạn nhiều nó hay bị ẩn tin nhắn. Cho nên mình cái tin nhắn của các bạn mình sẽ nhận được muộn hơn. Video của mình hơi dài, tới đây là kết thúc rồi nhé các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.